Hello, bây giờ là tới đầu đường Cộng Hòa rồi. Đầu đường Cộng Hòa, đường này đi đi thẳng là tới đường gì ta? Chinh. Tự nhiên quên cái đường. Đó, hôm nay là giờ này là 9 giờ rưỡi à. 9 giờ rưỡi là đi chắc chắn là không có kẹt kẹt đường. Còn nhưng mà khoảng chừng 7 rưỡi 8 giờ đi là kẹt đường chắc luôn. Kẹt đường ngay cái chỗ cầu Hoàng Hoa Thám nè. Trường Chinh chứ, đường Cộng Hòa đi tới đường Trường Chinh. À, thấy người. Hôm nay sẽ không có quay cái đường mà sẽ quay trực tiếp. Quay để mà nhìn thấy cái mặt này. Sau này mà mình có chạy Grab thì mình sẽ điều hướng, nếu mà còn đi làm nữa thì sẽ điều hướng từ nhà đến Trung Chánh, đến Hóc Môn. Nếu có cuốc xe nào thì mình sẽ đi luôn, còn không thì sẽ đi tới chỗ làm. Còn không có làm nữa thì sẽ chạy được nhiều cuốc hơn. Đường giờ này rất là trống. Cái máy quay này nó có một cái nhược điểm là mình quay quay đối diện về xong mình quay ngược lại á, nó không có được. Đó nên là một cái làm clip đơn giản á thì chỉ có quay được một mặt thôi. Sự quay ngược lại vậy á, thấy 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 mình thì không thể nào mà trong cái clip đó mà quay tới được đó, nó không rành. Nhưng mà thử mấy cái máy không có được, nhưng mà nghe người ta nói nếu mà đầu tư mua cái gì á, cái gì mà cái kia bằng gimbal hay cái gì đó không không biết đúng không, thì khi mình bấm quay trước hoặc quay sau gì á thì cũng được, nhưng mà mình chưa có cái đó. Nên là lúc trước là quay cái đường đi là một chiều đường đi thôi. Đó, khi mà ngồi trên xe mà có cái mục đích để mà nói cái gì đó, để tâm sự gì đó thì nó cũng vơi đi thời gian, cũng nói. Khi bây giờ cuộc sống này kia cũng có nhiều cái tâm sự mà không biết tâm sự cùng ai, mà nếu mà nói được thì nó cũng đỡ hơn, đúng không? Có trời nắng dễ sợ luôn á, trời trời tháng này nắng rất là nhiều, nắng rất là ở đây là tới tới ngay cái ngã ba Cộng Hòa với lại Tân Kỳ Tân Quý. Tân Kỳ Tân Quý nó có một đoạn từ Cộng Hòa cho tới đường gì Trường Chinh á, là một khúc có mấy cục mét nè. Đường đó là cấm cấm xe xe hơi nha, cấm xe hơi từ 6 giờ đến 22 giờ. Sau cái giờ đó thì mình quẹo được, mình chạy thẳng vô đường Bình Hưng Hòa, chỗ lò thiêu Bình Hưng Hòa đó. Còn vị trí này mà đi Bình Hưng Hòa là phải chạy ra đường Trường Chinh tới cái quay đầu á, quay đầu luồn luồn vô đó là sẽ tới 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 đường Bình Hưng Hòa. Những cái đường này mà không có quen đi á mà rất là khó đi, mình đi quen rồi thì mình biết. Thấy cuộc sống trở lại bình thường không? Như clip trước mình nói là từ hồi nhỏ tới lớn có những cái mà là chứng kiến và mình nghe nghe trên tivi hay là
nghe đài nghe tivi là có những cái là phải nói là quá khủng khiếp, quá ấn tượng. Giống như là dịch vừa rồi đúng không, dịch vừa rồi từ năm 20 đến 21 là kêu bằng quá sợ luôn, bao nhiêu thứ rồi ở Việt Nam và cả thế giới, xong rồi trên thế giới mà đánh nhau á, thì có những cái trận mà mình cũng có nghe và chứng kiến á, như là đánh Iraq nè, đánh Libya nè, rồi chỉ cần một nốt nhạc thôi, Mỹ và NATO hùa nhau đánh một phát trong một tuần là banh xác đi, là bắt được tổng thống, hoặc là tổng thống bị chết chẳng hạn, tổng thống trốn chui trốn nhủi như con chuột, như là tổng thống Saddam Hussein của Iraq và tổng thống của Libya, bắt đầu tới đụng tới Syria đúng không, đụng tới Syria là có Nga đứng phía sau là cũng chầy chật và rất là khó đánh đó. Ở thế giới này nó chia ra làm hai cực, Nga và Mỹ. Mỹ, Nga, Mỹ và NATO này kia là rất là thân với nhau, là một phe đó. Nhưng mà Nga nó quá mạnh, nên là cái gì đụng tới Nga là khó nhơi, khó xơi, đúng không? Đó thì là cũng trong năm nay, vừa tháng 2 thôi, ngày 14 tháng 2, thì có một chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đánh Ukraine. Thì đây là một cái cuộc chiến người ta nhận xét là từ chiến tranh thế giới thứ hai á tới giờ, là đây là cuộc chiến mà lớn nhất, mà không nhận lớn thiệt, đúng không? Có nghĩa là một mình Nga đấu với cả phương Tây, Mỹ và NATO. Nhưng mà nếu mà Nga mà yếu á, là kể như là không có dám đâu. Nhưng mà Nga cũng rất là mạnh, rất là cực đoan và quyết liệt. Nhưng mà phải nói á, là mình á, thì chỉ là cũng nghe tin rồi coi đài này kia, cũng đọc báo này kia thôi, chứ không có sâu sát. Nhưng mà nhìn về khía cạnh một người bình thường thôi, thì thấy là Ukraine quá thiệt hại. Mà tổng thống của Ukraine thì không biết đánh giá như thế nào, nhưng mà như vậy là người dân và một đất nước coi như là hiện tại bây giờ là nó là một cái nơi để xả vũ khí, để xả những cái vũ khí lỗi thời, xả những cái vũ khí thử nghiệm và những cái vũ khí kiểu như nhiều quá đó, bây giờ bung ra đánh. Mà cả thế giới mà bung ra vô một cái đất nước đó, thì thôi nó tanh bành. Và ai thiệt hại nhiều nhất, đúng không? Chỉ có đất nước Ukraine thôi và người dân thôi, đúng không? Mình tưởng tượng đó, coi hình ảnh này kia, những cái thành phố mà tan hoang như vậy đó, thì rồi khi nào, biết chừng nào mới kiểu như là xây dựng, kiến thiết lại. Một cái nhà cao tầng mà mấy chục tầng đó mà bị một quả tên lửa là kể như phải phá hủy rồi. Phá hủy rồi giả sử như xây lại, rồi cơ sở hạ tầng này kia là nó rất là phức tạp. Đó nên là phải biết khôn ngoan. Mà lúc mà đầu á mà Nga mà Nga Urai có xích mích này kia, thấy bên Urai nó có vẻ là rất tự tin nha. Tổng thống rất là tự tin, bởi vì phía sau gồm có Mỹ, gồm có NATO, nghĩ là Nga không có dám tấn công, đúng không? Nghĩ là như vậy, tổng thống của nước Ukraine nghĩ như vậy. Nhưng mà không ngờ Nga người ta cũng tính như lắm, người ta có đồ chơi mà. Nên là mức Mỹ và phương Tây này kia là rất là ngán, chứ còn không thôi dễ gì mà đụng tới. Dù Ukraine chưa phải là đồng minh, chưa kết nạp vào khối NATO á, nếu mà kết nạp á thì có nghĩa là bây giờ vẫn là đang rất là giằng co. Nhưng mà xét về cái góc độ mà người dân á,
thì là Ukraine quá thiệt hại luôn, coi như là một cái nơi mà để mà xả thử nghiệm rồi những cái chứ nếu mà không có chiến tranh thì làm sao mà xả những cái vũ khí đó được, thử những cái vũ khí đó được, đúng không? Cũng là kiểu như là tập trận bắn đạn thật thôi, nhưng mà đâu có nã đã bằng khi mà chiến tranh như vậy, đúng không? Chiến tranh như vậy coi như là bắn và bắn, chỉ có né dân thường thôi, nhưng mà dân thường cũng là rất là thiệt hại. Nên là rất là đồng cảm với những người dân Ukraine và những cái người mà giống như người Việt Nam đi chẳng hạn, mà lập nghiệp ở Ukraine đi, trong cái thành phố đó coi như là bây giờ là tan hoang hết rồi, nhà cửa nếu mà tính ra là nhiều khi là tài sản cả đời luôn á, để mà tích góp mua nhà mua cửa để ở, rồi bây giờ mà khi mà chiến tranh như vậy là bỏ đi để mà mạng sống thôi. Quay về là khi mà chiến tranh xong quay về là nhà tan nát hết rồi, là chính quyền cũng tháo chạy. Nếu mà Nga mà thay đổi được chính quyền thì là để mà trở lại bình thường là cũng là một thời gian rất là lâu. Vậy là kiến thiết một thành phố xây dựng bao nhiêu năm mà chiến tranh chỉ có một vài tuần thôi là thấy nó tanh bành hết trơn rồi. Xây dựng, xây thì khó là lâu, nhưng phá thì rất là nhanh, đúng không? Phá chỉ gần một vài quả tên lửa thôi là đã thiệt hại bao nhiêu là tiền của, bao nhiêu là công sức đó. Thì bây giờ là trên thế giới là có kêu dễ hiểu là thị trường Nga ý, Ukraine khi mà cuộc chiến chấm dứt rồi là Ukraine sẽ là một cái công xưởng, công trình cho các công ty nước ngoài, tập đoàn nước ngoài xây dựng lại, đúng không? Những cái cơ sở hạ tầng, những cái nhà ở, những cái này kia là chắc chắn phải xây dựng lại rồi, xây dựng mới. Thì tiền đâu? Thì cũng tiền, nếu mà tiền của dân chính phủ thì phải vay, phải mượn, chứ bây giờ là chiến tranh là quá tốn kém rồi. Đây là đèn đỏ, đèn vàng. Giờ đèn vàng mình đi chậm thì ngừng lại cho chắc ăn. Bây giờ là cái phạt nguội rất là nhiều, rất là gắt. Và giữa đèn vàng và đèn đỏ là bây giờ cái luật nó nói là vượt đèn vàng cũng như đèn đỏ thì thôi. Nên là nhập nhàng nhất là mấy ngã tư mà nó bự bự á, nhiều khi mình còn là 3-4 giây á, mình chạy là tới giữa là tới đèn đỏ rồi. Tới mà kẹt xe hay là nhích một cái là thấy là coi như nguyên chiếc xe nằm ở một đèn đỏ. Trong đó nếu camera nó quay lại thì coi như là bằng chứng đó, đèn đỏ đó, thì cãi sao? Đó, bây giờ á, giống như là đèn xanh bị phạt nguội là theo quy trình á, là cơ quan chức năng sẽ alo 175 có luôn hả? Rồi ok. Vụ đó anh sao chưa thấy nghe nói? Vụ con nợ á, con nợ cho 3-4 chuyến đi cho nó dễ, kêu là có xe qua liền. Nhiều khi nó cô Sương là ai vậy? Bà chủ hả? Em không nói tiếng được hả? Em nói là bên Vĩnh Tài kiểu như là cũng muốn vậy đó, để cho nhiều khi là kêu cái xe nó đi đâu cái nó ghé luôn, chuyến nào công nợ khi chuyến sau mà có tiền nhắc lại thử coi. Mà có gì nhắn tin anh đi, để anh đang chạy xe. Rồi.
Cho nên là cái này này nói tiếp là cái quy trình mà đèn phạt nguội á là sao, là cơ quan công an sẽ gửi cái giấy giống như thư vậy đó, gửi đến địa chỉ của cái mình. Địa chỉ của mình thì là người nào mà ở đó là chính xác á, thì sẽ nhận được thôi. Còn nhiều khi thay đổi địa chỉ hoặc là cái nhà đó không phải của mình để cho thuê hay như thế nào đó, thì trong vòng 15-20 ngày thì cơ quan cảnh sát sẽ liên lạc với là cái nơi mình ở đó để mà mời mình lên làm trực tiếp đó, để mình giải quyết. Nhưng mình nghe thì phải đi lên cơ quan chức năng, xong bắt đầu cơ quan chức năng mới là báo lỗi, xong rồi ok rồi ký vô rồi đóng phạt. Còn nếu mà không á thì lúc mà đi xét lưu hành đó là cũng phải đóng trước à, nó lên hệ thống mà cũng phải đi đóng xong rồi mới lên xét lưu hành được. Nên là không có bỏ được mấy cái lỗi đó, rất là phức tạp. Nhưng không biết là cái thông tin mà để mà mình biết được xe mình có bị phạt nguội hay không á, là vô đâu, vô cái trang nào, ai thông báo thì chưa có biết. Khi nào biết á, mình sẽ chia sẻ. Nhưng hiện tại giờ mình cũng không biết. Thật sự như là mình đi xét lưu hành, nhưng mà trước đó một tuần mình muốn biết là xe mình có bị phạm lỗi gì về phạt nguội không đó. Không biết được, chưa biết được, có đó nhưng mà chưa biết được. Rồi tới thời điểm này là đang ở trong hầm chui nha. Khi mà tới cái chỗ mà nó tối á, là chui á, là ở giữa cái hầm chui An Sương á, rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày thứ hai đầu tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và công việc là suôn sẻ. Thấy cuộc đời không? Đời cố gắng giữ cho cái tinh thần và cái sức khỏe cho nó tốt. Alo? Ai vậy? Không, gửi về 351-7 đi, Lê Văn Sĩ. 351-7 Lê Văn Sĩ. Ủa, cái bao thư gì vậy em?